Hết nguyên thủ Mỹ, giờ đến nguyên thủ Ả Rập đến thăm Việt Nam. Trong vòng chưa đầy một tháng, Việt Nam đã đón tiếp hai nguyên thủ quốc gia lớn của thế giới, đó là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và phái đoàn Ả Rập Xê Út đã ghé thăm Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam đang dần trở thành một điểm đến quan trọng trong chính sách đối ngoại của các quốc gia lớn. Hàng loạt chuyến thăm của các nguyên thủ các quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật, Ả Rập đã ghé thăm Việt Nam. Rõ ràng không phải chém gió hay viển vông mà Việt Nam đang sở hữu những cơ hội tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Liệu điều này có thể dự báo rằng tương lai Việt Nam có thể trở thành cường quốc sánh ngang với Mỹ và Trung Quốc hay không? Các bạn cùng Grab Việt Nam mình tìm hiểu nhé! Nói Việt Nam sẽ trở thành siêu cường, nhiều người sẽ bảo viển vông, mơ giữa ban ngày. Thế nhưng thời gian qua, khi thấy các nguyên thủ lần lượt đến thăm Việt Nam hợp tác làm ăn đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Đầu tiên là Hàn Quốc đến thăm Việt Nam cùng với phái đoàn doanh nghiệp hùng hậu. Tiếp theo, Việt Nam được Tổng thống Joe Biden ghé thăm và kể từ đây, Việt Nam và Mỹ đã trở thành đối tác toàn diện. Hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, y tế. Và mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Vương quốc Ả Rập Xê Út, Salman bin Abdulaziz Al Saud đến Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023. Phái đoàn doanh nghiệp của quốc gia này đã có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả cụ thể của các hoạt động này như sau. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Ả Rập Xê Út được tổ chức ngày 13 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp hai nước tham dự. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp đã trao đổi, tìm hiểu về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, dịch vụ. Chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Ả Rập Xê Út đến một số khu công nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam như VinGroup, FPT đã giúp các doanh nghiệp hai bên hiểu rõ hơn về năng lực sản xuất, kinh doanh của nhau. Các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn VinGroup và tập đoàn Saudi Aramco về lĩnh vực năng lượng tái tạo, thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn FPT và tập đoàn NEOM về lĩnh vực công nghệ thông tin. Kết quả của các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư của phái đoàn doanh nghiệp Ả Rập Xê Út tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. Vậy lý do gì khiến cho các nguyên thủ từ các nước lớn lần lượt xếp hàng qua thăm Việt Nam? 1. Là tăng cường hợp tác kinh tế. Lý do chính khiến các nguyên thủ quốc gia lớn đến thăm Việt Nam là để thúc đẩy hợp tác kinh tế. Việt Nam là một nền kinh tế năng động và đang phát triển nhanh chóng, với dân số trẻ và thị trường tiêu thụ tiềm năng. Các quốc gia lớn như Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, công nghệ. 2. Là gắn kết an ninh khu vực. Ngoài hợp tác kinh tế, các nguyên thủ quốc gia lớn đến thăm Việt Nam cũng muốn tăng cường gắn kết an ninh khu vực. Việt Nam là một quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á, là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Việc các quốc gia lớn đến thăm Việt Nam thể hiện sự tin tưởng và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. 3. Là tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc Việt Nam đón tiếp các nguyên thủ quốc gia lớn cho thấy Việt Nam đang dần trở thành một quốc gia có vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Việt Nam là một quốc gia hòa bình, hữu nghị và đang tích cực hội nhập quốc tế. Việc các quốc gia lớn đến thăm Việt Nam là sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Trước những lợi thế đó, thì Việt Nam có cơ hội trở thành cường quốc sánh vai với Mỹ, Trung Quốc hay không? Hãy cùng Grab Việt Nam phân tích nhé! Việt Nam có thể trở thành cường quốc trong tương lai, nhưng điều này đòi hỏi sự nỗ lực của toàn dân trong nhiều thập kỷ tới. Dưới đây là một số điều kiện cần thiết để Việt Nam trở thành cường quốc. Tăng trưởng kinh tế bền vững. Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong nhiều năm tới. Điều này đòi hỏi sự phát triển của các ngành công nghiệp mũi nhọn, nâng cao năng suất lao động và cải thiện môi trường kinh doanh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này đòi hỏi đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và đào tạo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển tài năng. Hoàn thiện thể chế kinh tế. Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng cho các doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa. Việt Nam cần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển. Điều này sẽ giúp Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần tận dụng các cơ hội từ hội nhập quốc tế, hợp tác với các nước phát triển để nâng cao năng lực và vị thế của mình trên thế giới. Nhưng không phải con đường nào cũng trải hoa hồng. Để trở thành một cường quốc thì Việt Nam cần phải đối mặt với một số thách thức. Đầu tiên là cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Hai là biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường đang là thách thức lớn đối với Việt Nam. Ba là nạn tham nhũng và bất bình đẳng đang là những vấn đề cần giải quyết để Việt Nam phát triển bền vững. Với những điều kiện và cơ hội hiện có, Việt Nam có cơ hội trở thành cường quốc trong tương lai. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần nỗ lực rất lớn trong nhiều thập kỷ tới.